Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong 11 tháng qua, giới chức nước này đã ngăn chặn được 61 vụ phạm tội có xu hướng khủng bố, trong đó có 32 vụ tấn công khủng bố. Thông tin này được ông Putin đưa ra trong một video chúc mừng các cơ quan an ninh được công bố trên truyền thông Nga ngày 18 tháng 12. Ông nói rằng điều quan trọng là phải tiếp tục hoạt động hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố. Mới đây nhất hôm 2 tháng 12, Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự chiến lược của Nga và bắt giữ được 3 nghi phạm. Peres ngày 19 tháng 12 đã tới Beirut, bắt đầu chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết với Liban, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang vật lộn trong cuộc khủng hoảng tài chính. Tổng thư ký Guterres kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Liban nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới kể từ những năm 1850. Ước tính khoảng 80% người dân Liban đang sống dưới mức đói nghèo. Chính phủ nước này đã không thể nhóm họp trở lại kể từ giữa tháng 8 do mâu thuẫn nội bộ. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết muốn tái bố trí sứ mệnh triển khai quân ở Mali sang nước khác, đồng thời bày tỏ ý định rà soát lại toàn bộ các sứ mệnh của quân đội Đức ở nước ngoài. Ngoài ra, liên quan đến thương vụ mua sắm vũ khí lớn nhất thay thế cho các máy bay chiến đấu Tornado trước năm 2030, Bộ trưởng Lambrecht muốn sử dụng các máy bay Eurofighter của châu Âu thay vì mua các máy bay F-18 hay là F-35 của Hoa Kỳ.